Thì ngày hôm nay á, thì Tú được nhận lưu trình là mình sẽ chia sẻ lý do về làm quay, nhưng mà Tú chỉ chia sẻ ngắn gọn lý do tại sao làm quay thôi, nhưng mà Tú chia sẻ cái cảm nhận mà đi Thái Nguyên lần này cho cả nhà mình nắm bắt được. Những người mà chưa đi thì cảm thấy hào hứng khi muốn đi Thái Nguyên, ý lần sau có tổ chức ở Thái Nguyên à. Thì Tú xin giao lưu cả nhà, thì Tú tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Tú, hôm nay Tú 29 tuổi. Thì công việc của Tú là công việc nhà nước. Thì cả nhà cũng nghe MC nói rồi, thì những người này nhà nước á, thì nói chung là khó, rất khó bảo trợ. Thì Tú cũng là một trong những người rất khó bảo trợ, Tú rất là cứng đầu. Tú bắt gặp anh quay á, là năm 2 năm về trước, nhưng mà Tú không đón nhận. Nhưng cách sau đó 1 năm thì Tú mới được lãnh đạo trường chia sẻ đi một lần nữa, và Tú đã cảm đón nhận. Và lần này đón nhận không phải là vì những cái giá trị của anh quay, mà vì một hũ canxi. Đó là cái sản phẩm mà giúp cho vợ Tú khỏe hơn. Cả nhà cho sản phẩm Nutrilite tao chào có tay nha. Tú thì cực kỳ yêu thích Amway, và ở lại môi trường Amway này là vì tình người và vì đại hội thành công. Cái môi trường tuyệt kỳ tuyệt vời để cho giúp Tú được phát triển hàng ngày, giúp Tú tự tin hơn, tốt hơn mỗi ngày. Và bây giờ Tú sẽ nói về cái cảm nhận mà Tú trước khi đi đại hội thành công ở Thái Nguyên, là Tú đã qua đó trước 3 ngày. Và nếu như mà không có Amway á, thật sự không có Amway, thì Tú và vợ Tú chẳng có lý do gì mà để đặt chân ra Hà Nội cả. Nhưng mà nhờ Amway, Tú đã dám xin phép xin nghỉ 5 ngày để ra Hà Nội để mình chinh chiến, mình làm mục tiêu, làm thị trường ngoài đó. Và trải qua 3 ngày để làm thị trường, thì Tú gặp ba đối tác và mở được một thẻ khách hàng. Có tuyệt vời không nhà? Vâng. Tú học được ở trong môi trường quay này á, là cái sự tự tin. Lúc trước Tú đi đâu mà làm những việc gì mà lần đầu tiên á, thì Tú cực kỳ bỡ ngỡ, Tú rất là sợ nha, rất e ngại. Nhưng mà khi mà ở trong môi trường quay lâu rồi đó, Tú biết được một điều là cái lần đầu tiên là cái lần không bao giờ chúng ta bắt gặp lại nữa, đúng không nhà? Đấy, bởi vậy khi mà Tú ra sân bay cũng 30 tuổi đầu ở Sài Gòn, nhưng lần đầu tiên thứ ngày thứ tư tuần trước là Tú ra bay sân bay là lần đầu tiên đi máy bay luôn đó nha. Đúng rồi, máy bay tội nghiệp đó nha. Ra đó Tú suy nghĩ trong đầu là mình cứ học tập đi, ra ngoài đó mình tìm tòi học tập, mình không biết gì mình cứ hỏi đi, cứ hỏi thì sẽ ra vấn đề. Nên vợ chồng Tú không biết gì hết, cũng ra sân bay làm các thủ tục này. Tại vì lúc trước đó, vợ Tú á, thì đi với lãnh đạo nên vợ Tú biết được một phần nào đó, còn Tú là hoàn toàn mới, Tú không biết gì hết. Tú ra Tú hỏi hết tất cả những gì mà không biết, hỏi hết. Và Tú đã biết được cách được đi máy bay như thế nào và biết cách ra ngoài Hà Nội như thế nào. Rồi khi mà ở Hà Nội mình bắt xe ra sao, mình ở khách sạn ra sao, tại vì Tú phải học thêm một bài học nữa là ngoài Hà Nội á, chặt chém rất là nhiều, xin lỗi mấy anh chị ở Hà Nội. Đó là gọi là một cái bài học sâu sắc đối với vợ chồng Tú luôn. Bởi vì sao? Bên ngoài mọi thị trường, bên ngoài cái môi trường bên ngoài á, chúng ta sẽ mất một thứ gì đó để có một bài học. Nhưng tuyệt vời là ở trong Amway, chúng ta chỉ cần bỏ thời gian là chúng ta sẽ được có bài học của những vị lãnh đạo chia sẻ với chúng ta. Điều đó rất là tuyệt vời, đúng không nhỉ? À, sau khi mà Tú ra làm thị trường á, thì Tú vô cùng biết ơn lãnh đạo trường, lãnh đạo Nghĩa, đặc biệt là lãnh đạo Nghĩa đã hỗ trợ trong Tú, cho Tú lúc từ ngày thứ tư đó cho đến đại hội thành công luôn. Và nếu như không có lãnh đạo Nghĩa và một vị lãnh đạo của một đội nhóm khác, thì Tú sẽ không bao giờ ra được cái khách hàng nhà phối đó, và cái khách hàng đó tiềm năng luôn đó nha. Thì Tú vô cùng biết ơn vì một cái tình người, là cái người đó không liên quan gì tới cái đội nhóm mình hết, nhưng họ sẵn sàng, họ giúp đỡ, và giúp đỡ đến khi cái người tâm đắc, cái người mà Tú bảo trợ tâm đắc luôn, thì Tú thấy được là Tú mém khóc thời điểm luôn cả nhà. Tú là người đa cảm, Tú thích, nói chung là Tú xem cái clip gì mà hay khóc là Tú cảm động, Tú khóc à. Cái này làm Tú rưng rưng nước mắt luôn, Tú không thể nào mà che giấu được cái niềm cảm xúc luôn cả nhà. Cả nhà cho Tú chạy không ta được. Và đi làm thị trường thì vui lắm cả nhà, là gặp những đối tác á, ngoài ba đối tác ra mình gặp những người khác chia sẻ, mình chia sẻ với người khác luôn, thì những người khác nói là thị trường Hà Nội này khó lắm đó nha,
họ xem về giá nhiều hơn là chất lượng, và gặp ai cũng nói khó hết. Thì vợ Tú cũng nói thị trường này khó lắm, thôi mình về về Sài Gòn mình làm đi. Tú nói không, càng khó càng làm mới vui, tại vì khó không ai làm thì mình cũng có thị trường mình làm, còn là dễ làm có người làm nữa, đúng không cả nhà? À, nên Tú nói nếu như mà có cơ hội mình lần sau thầy tổ chức ở Thái Nguyên thì vợ chồng Tú cũng sẵn sàng đi ra Thái Nguyên để tiếp tục làm thị trường. Tại vì tôi thấy được là một tấm vé 200 ngàn mình học ở đây á là nó chỉ tốn do vợ chồng Tú là tầm 1 triệu thôi, thì một buổi học, một bài học có 1 triệu nó sẽ khác bài học 5 triệu 10 triệu. Và vợ chồng Tú chuyến này đi, chuyến mà trước vừa đi á là tốn 10 triệu, nhưng mà may mắn là có một người chị là đã tặng cho vợ chồng Tú một cặp vé đi máy bay, nên Tú chỉ tốn tiền ăn và tiền ở thôi. Thay mặt cả nhà tôi cảm ơn người chị đó. Và khi mà Tú học được những cái bài học ở Đại hội Thành Công, và đặc biệt là Tú gặp được một người chị là đời thực của Lạc Thị Linh, Tú đã xin chụp hình cho chị ấy, tại vì Tú biết chắc chắn sau này Tú có thành công Tú sẽ chia sẻ hình ảnh này lên để cho cả nhà mình có động lực để làm ông quay à. Và sau khi mà đi Đại hội Thành Công rồi á, Tú đặt ra mục tiêu là trong năm nay Tú sẽ, trong năm tài chính năm nay thì chồng Tú sẽ đạt được ít nhất là 21%. Và cảm ơn cả nhà đã nghe và chia sẻ với ạ.